phố trong làng gần đây, thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện xoay quanh gia đình mến thương tình. Có thể nói dù chỉ là tuyến phụ nhưng chính các nhân vật này lại chiếm spotlight và thu hút khán giả đến với bộ phim. Bên cạnh diễn xuất ấn tượng được cho là cân tim của Doãn Quốc Đam thì diễn xuất của diễn viên Nhí trong vai bé Tình cũng nhận được nhiều lời tán dương của khán giả. Đặc biệt là ở những tập gần đây, khi bé Tình thể hiện nỗi buồn vì bố mẹ cãi nhau, bỏ nhà đi, khán giả đã đặc biệt dành nhiều lời khen tặng cho cô bé này. Được biết, thủ vai bé Tình trong phim là diễn viên Nhí Tú An sinh năm 2013, nickname là Moon. Ngoài đời, Tú An là một cô bé đa tài xinh đẹp. Ngoài làm diễn viên, em còn làm người mẫu, MC. Cô bé từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng. Mới đây nhất, Tú An còn từng xuất hiện trong một bức ảnh được diễn viên Mạnh Trường đăng trên trang cá nhân. Thời điểm đó, nhiều khán giả còn tưởng rằng Mạnh Trường chuẩn bị quay Hương Vị Tình Thân phần 3 bởi tạo hình của anh trong ảnh giống hệt Sắc Long trong Hương Vị Tình Thân. Tuy nhiên, thực chất đây là một TVC quảng cáo mà Mạnh Trường thủ vai bố của Tú An. Thời điểm Mạnh Trường đoạt giải Cánh Diều Vàng, Tú An cũng từng đăng ảnh nam diễn viên lên trang cá nhân và gửi lời chúc mừng ông bố màn ảnh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.